coi trọng nhân quả. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng, giảng tại Báo Ân Đường Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba, thời gian ngày 5 tháng 1 năm 2001. Kính thưa chư vị đồng tu, vô cùng cảm tạ quý vị tổ đoàn đến Tân Gia Ba, đến để tham gia hội đêm ôn hòa của năm Thiên Hy. Chúng ta mỗi vị đồng tu, đặc biệt là từ Đài Loan đến, tôi tin rằng mọi người đều có cảm giác nguy cơ xã hội động loạn, lòng người tham lam, sân hận, bỉ thử không thể bao dung lẫn nhau. Tôi tin rằng chúng ta mỗi một người đều có thể hội rất sâu xa. Đồng tu học Phật đều biết pháp thế xuất thế gian đều rời không khỏi nhân quả. Hai năm nay chúng tôi ở tại đây cùng với các bạn đồng học nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, Thanh Lương Đại Sư Phán Hoa Nghiêm, Ngũ Châu Nhân Quả, Kinh Pháp Hoa thì là Nhất Thừa Nhân Quả, là ở trong Phật dạy, là nền giáo dục thù thắng nhất, cũng rời không khỏi định luật của nhân quả. Cho nên Phật chỉ dạy cho chúng ta trồng thiện nhân nhất định được thiện quả, tạo ác nhân thì quyết định tránh không khỏi ác báo. Phật nói rất hay, đặc biệt là nhân quả không ba đời. Một đời này quả báo chưa hiện tiền, thế như chúng ta trồng thiện nhân, quả báo của thiện chưa hiện tiền, tạo ác nghiệp cực trọng cũng chưa thấy được có ác báo. Tại vì sao? Vì duyên chưa đầy đủ. Anh có nhân, cái duyên chưa đầy đủ, nói không chừng thì đời sau gặp duyên, nói không chừng thì hậu thế gặp duyên. Nhân quả không ba đời. Đời sau hậu thế gặp duyên, chúng ta làm sao biết được? Nếu anh để mắt quan sát thì phát hiện chẳng khó. Người này là người tốt, tâm cũng tốt, hành vi cũng tốt, một nhưng một đời gặp quả báo vô cùng ác liệt. Đây là nguyên nhân gì? Là đời trước tạo nghiệp bất thiện, họ phải chịu lấy quả báo. Có những người tại trong xã hội này, tâm của họ không tốt, hành vi của họ cũng không tốt, nhưng họ lại phát tài, quyết chẳng phải là họ tạo ác mà được hưởng thụ phước báo. Đó là do đời trước của họ có tu thiện, họ tu thiện căn phước đức, cái duyên đời này đã thành thục thì quả báo hiện tiền. Cho nên Phật nói với chúng ta nhân duyên quả báo, quả báo có hiện báo. Hiện báo tức là đời này sở tạo thì đời này quả báo hiện tiền.
có quả báo đời sau. Đời này sở tạo thì đời sau quả báo hiện tiền. Có hậu báo, hậu báo tức là đời thứ ba về sau. Chúng ta phải tin lời Phật nói. Phật quyết định chẳng có vọng ngữ, mỗi câu nói đều là chân thật. Là trong kinh nói, giả sử trăm ngàn kiếp anh sở tạo cái nghiệp nhân, chẳng có tiêu mất, khi gặp được nhân duyên thì quả báo sẽ hiện tiền. Phạm thế xuất thế gian chẳng có ngoại lệ. Đã thành Phật còn có thọ quả báo hay không? Nếu nói đã thành Phật thì không thọ quả báo, thì trong định luật nhân quả nói không được viên mãn. Thành Phật cũng thọ quả báo. Quả báo của họ là từ chỗ nào đến? Là tại trước khi chưa học Phật, hoặc là tại trước khi học Phật chưa chứng quả, sở tạo tác thiện ác nghiệp. Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện cho chúng ta có ba tháng mã mạch chi báo, là trong kinh có ghi chép. Trong tăng đoàn có lục quần tỳ kheo, có Đề Bà Đạt Đa, chúng chúng thị hiện đều là nói với chúng ta thành Phật cũng không tránh khỏi quả báo. Người tu hành và người phàm phu chỗ không giống nhau là người phàm phu thọ cái quả báo này không biết nghiệp nhân, lại còn tạo nghiệp oán trời trách người. Thọ quả báo lại tạo ác nghiệp thì không thể được, càng vào càng khổ. Người tu hành là người minh bạch, họ biết được nhân quả, cho nên gọi là bất muội nhân quả. Bất muội tức là rõ ràng. Cho dù ác báo hiện tiền cũng cam lòng nhẫn chịu. Tại vì sao? Vì chướng đã tiêu. Đây là tự mình tạo. Tự mình tạo thì đương nhiên nhất định tự mình phải nhận lấy. Nhất định phải nhận lấy ác báo. Nếu là phước báo, tự mình không hưởng phước báo. Ta đem phước báo cống hiến cho tất cả chúng sanh, để cho mọi người cùng nhau hưởng thụ. Đây mới là tốt. Cái phước này thì càng chứa càng nhiều, thì phước báo về sau không có cùng tận. Đạo lý này chúng ta cũng phải biết. Tại vì sao? Chúng ta nhìn thấy cái xã hội này, lòng người, hành vi của người là bất thiện. Đây là cộng nghiệp, là cộng nghiệp của đại chúng tạo ra. Cộng nghiệp của chúng ta hoàn cảnh không tốt. Cộng nghiệp hoàn cảnh không tốt thì phải đặc biệt tu biệt nghiệp. Trong khi tai nạn hiện tiền, chúng ta vẫn có thể tránh khỏi, là biệt nghiệp khác nhau. Nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói được rất rõ ràng. Tại trong Phật Pháp cụ thể mà nói, tức là Phật dạy cho chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo. Mười điều này dễ nhớ: thân tam, khẩu tứ, ý tam. Phải thật sự
mà phụng hành, thật sự thực hiện trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình, sự thế đối người tiếp vật, phải cải ác hướng thiện. Xưa kia sát sanh, bây giờ đã hiểu rồi, quyết định không sát sanh. Chẳng những không sát sanh, nếu để cho những chúng sanh này vì ta mà khởi sanh phiền não, ta cũng có lỗi. Cho nên chúng ta phải lấy thiện tâm, phải lấy ái tâm, phải lấy thiện ý, xử thế đối người tiếp vật. Mỗi kiến côn trùng đều không thể giết hại, nó cũng là một sanh mạng. Chẳng những là những động vật này, thực vật cũng phải thương yêu bảo hộ. Tại vì sao? Vì nó cũng có linh tánh. Có một lần, cư sĩ Trần Hiếu Húc từ Bắc Kinh đến, họ cùng với mấy người là trước kia tại Trung Quốc làm diễn viên diễn qua Hồng Lâu Mộng. Cô ta nói với tôi, cô ta tự mình gặp một việc. Tôi nghe rồi rất cảm động. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Cô ta nói cô có một đêm nằm ngủ, đột nhiên bên mình cảm giác hình như có người. Cái này như điện, giống như làn sóng điện chấn động. Cô ta nói cái gối của cô cũng chấn động. Cô ta sợ hãi thức dậy. Sau khi thức dậy, chồng của cô cũng có cảm giác đến. Cô ta tự mình nghĩ rằng có lẽ là quỷ đến tìm cô, vì nhục nhãn nhìn không thấy. Cô ta gần đây đã học Phật, cô cũng hiểu được một tí Phật Pháp. Cô liền nghĩ đến quỷ thần cũng có thể mượn làn sóng điện này cùng với người cảm ứng. Cô ta nói, nếu các ông thật sự là linh quỷ, nếu muốn tìm tôi nguyện ý giúp cho các ông. Cô ta nói, ông phải cho tôi một cái tín hiệu. Cô ta nói, ban đêm có đèn điện, ông làm cho cái đèn điện này chớp một cái. Vợ chồng cô ta hai người thì tại nơi đó nhìn cái đèn khoảng chừng 5 phút. Sau cái đèn điện này quả nhiên chớp một cái, lúc ấy cô ta rợn tóc gáy, liền cùng với linh quỷ nói, ông làm thế nào cùng với tôi câu thông. Cô ta nói, vậy thì như vậy có được hay không? Lúc tôi ngủ, ông đến báo mộng cho tôi. Đêm hôm ấy cô ta vừa mới nằm xuống ngủ thì có mộng. Cô ta nói lúc giấc mộng vừa mới đầu, hình như là có rất nhiều bé gái kêu cứu mạng. Ấn tượng của cô ta rất rõ ràng. Sau đó thì có người bảo với cô rằng, chúng tôi là cỏ cây ở trong vườn của nhà quý vị. Cô nói, nghe cho rõ ràng là cỏ cây, nói nhiều lần như vậy, còn phải kêu cô ta ghi lại. Cô ta nói, ở trong mộng cô thật sự có lấy giấy bút ghi lại. Chúng tôi sắp bị khô chết, xin cầu cô mau đến tưới nước cho chúng tôi. Sáng sớm ngày hôm sau lúc thức dậy, cảnh mộng này rất rõ ràng. Cô ta liền đi ra ngoài vườn nhìn xem, quả nhiên cỏ và những cây nhỏ ở xung quanh đều đã khô héo. Có lẽ đã lâu chẳng có người tưới nước. Cô ta liền lấy vòi nước thí mạng mà tưới lên. Ba của cô đứng bên cạnh nói, cái đó không cần tưới nước, phải tưới hoa. Ba của cô mỗi ngày tưới hoa, không tưới cỏ, không tưới cây cối. Cô cũng không cần nói với ba cô. Nếu cô nói với ba, ba cô sẽ mắng cô là mê tín.
cho nên con ta thí mạng mà tới đến cỏ cây cũng có linh tánh. Cho nên Phật trong kinh nói, thông thường cây cối lên cao bằng một người đều có thọ thần. Trần Hiểu Húc đã chứng minh rồi, việc này là thật chẳng phải là giả. Cỏ cây chẳng phải bản thân của cỏ cây có linh tánh, là có thần thức của quỷ thần trú ngụ nơi đó. Đây là Phật trong kinh nói được rất rõ ràng. Lúc cây cối cao bằng một người, thường thường có quỷ thần nương tựa ở nơi đó, coi như nơi đó là nhà của họ. Đây là Phật trong kinh dạy cho người xuất gia. Trước kia người xuất gia đều ở trên rừng, ở trong rừng núi, ở trên núi rất cắt một cây chòi tranh làm một nơi để tự mình tu đạo, làm một chỗ để tu đạo nhất định phải đốn cây. Phật có nói nếu anh muốn đốn cây, trước tiên đốn cây 3 ngày trước phải đi cúng tế, tụng kinh niệm chú, cúng dường thọ thần, thỉnh họ dọn nhà, 3 ngày sau thì đến đốn cây. Đây là Phật trong kinh chỉ dẫn cho chúng ta. Cho nên chúng tôi gần đây muốn ở trên núi Cổ Tấn xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Tôi xây cất một ngôi báo ân niệm Phật đường. Tương lai sau khi xây cất xong, hoan nghênh các bạn đồng tu lên trên núi niệm Phật cùng nhau tu hành. Ngôi niệm Phật đường này cũng không lớn, đại khái có thể dung nạp 100 người. Là ngôi kiến trúc 4 tầng lầu. Tầng cao nhất là niệm Phật đường, đồng thời cũng là giảng đường. Tầng thứ 2 và tầng thứ 3 là liêu phòng. Tổng cộng có 54 căn phòng. Lầu dưới là trung tâm hoạt động phòng ăn. Đất thì chúng tôi đã chọn xong rồi, ở nơi đó đều là rừng cây. Chúng tôi phải đốn cây, cho nên ngày hôm qua chúng tôi có mấy vị pháp sư đã đi đến núi Cổ Tấn để làm để đi làm công việc câu thông với thọ thần. Tôi thỉnh 7 vị pháp sư đến nơi đó cúng tế thọ thần. 3 ngày sau thì đốn cây. Tương lai ngôi niệm Phật đường này xây cất xong, chúng tôi sẽ lập một 7 vị thọ thần để cúng dường cho họ. Tôi tin rằng những vị thọ thần này nhất định đều hoan hỷ, tương lai cũng là hộ pháp của chúng ta. Quỷ thần hộ pháp đích thật là có, chẳng phải là mê tín, đều là sự thật. Cũng có những vị đồng học đến nước Cổ Tấn xem qua, nơi đó là một chỗ đích thật là rất tốt. 4 mùa Trường Xuân, Vĩ Tiến và Xích Đạo ở nơi đó cùng với Tân Gia Ba hoàn toàn tương đồng. 1 năm 4 mùa đều là mùa hè, cùng với Tân Gia Ba rất nóng không khác. Tuy nhiên ở trên núi nơi đó hải bạc 3.000 thước Anh, tức là 1.000 thước. Hải bạc 1.000 thước giống như núi Ali ở Đài Loan không khác. Cho nên khí hậu ở trên núi rất tốt. 4 mùa Trường Xuân là một chỗ rất tốt, là do cư sĩ Lý Kim Hữu cúng dường. Sơn trang của ông ta nơi đó, đất đai của ông ta rất lớn, hợp với Đài Loan khoảng 2.500 giáp. Cho nên chúng tôi phải biết rõ miếng đất này, xây cất một ngôi báo ân niệm Phật đường. Tức là chúng tôi trước kia có nghĩ đến phương thức xây dựng thôn Di Đà. Vậy thì kinh phí của ngôi kiến trúc này đại khái tổng cộng kinh phí tính theo Mỹ Kim là 1.300.000 đến 1.500.000, không tới 1.500.000. Nếu như bên trong có 100 người ở thì chia ra mỗi một người tính theo Mỹ Kim đại khái là 13.000 đô đến 15.000 đô. Cho nên là một chỗ tu hành niệm Phật vô cùng lý tưởng. Trên núi và dưới núi cách biệt rất xa, từ phi trường Cổ Tấn lái xe lên núi chỉ mất 50 phút. Đến thị trấn Cổ Tấn khoảng chừng hơn 1 tiếng. Cho nên quyết định phải tin có quỷ thần đích thật là
cất đầu ba thước có thần minh. Phải từ bên trong nội tâm đem các nghĩ sai lầm cải chính trở lại, quyết định đi theo kinh thập thiện nghiệp đạo, đem cái ác tập khí sát sanh, ác tập khí trộm cắp, điều này tất cả chúng sanh đều có. Nói trộm cắp thì rất khó nghe, nếu nói dễ nghe một tí tức là chiếm tiệm tiện lợi của người khác. Nói cái niệm chiếm tiệm lợi của người khác tức là tâm trộm, tức là trộm cắp, là dâm dục, là ác niệm, là vọng ngữ, là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi. Điều này tội nghiệp rất nặng, rất nặng. Ý ngữ là nói lời khiêu dệt, mục đích là lừa gạt người khác. Ác khẩu là nói lời thô lỗ, rất khó nghe. Khẩu nghiệp có bốn lỗi lầm, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày thường thường phạm đến, phạm mà tự mình chẳng biết. Ở trong tâm có sân tham, sân hận, ngu si. Ngu si là đối với tất cả sự lý, chân giả, tà tránh, thị phi, lợi hại mà tự mình không biết phân biệt, thường thường đã điên đảo. Đây là ngu si. Chúng ta biết cái gì là thiện, cái gì là ác, là phát giác từ trên cái niệm. Cái niệm vừa mới khởi lên thì lập tức đem nó chuyển qua. Chúng ta là người niệm Phật, cái niệm vừa khởi lên thì niệm A-di-đà-phật, tập trung cái niệm tại câu A-di-đà-phật thì đem cái vọng niệm này tiêu diệt hết. Các niệm Phật này mới là hữu dụng. Phải dùng một câu A-di-đà-phật đem tất cả vọng niệm, tà niệm, ác niệm triệt để tiêu trừ hết, thì người này gọi là biết niệm Phật. Cái niệm khởi lên đều là thuần thiện, đều là thiện niệm. Thiện niệm là lợi ích cho chúng sanh, làm lợi ích cho xã hội. Đây là thiện niệm. Chúng ta tự mình tu hành, chư vị phải hiểu biết tự hành và hóa tha là một, chẳng phải hai. Chúng ta tự mình tu được rất giỏi, người khác nhìn thấy thì sẽ thọ cảm động, đó là anh đã hóa tha. Anh tu được càng giỏi, anh cảm động người thì càng nhiều. Nói một câu khác, phương diện hóa tha của anh thì càng rộng. Chẳng những người hiện nay ngưỡng mộ anh, hướng về anh học tập, người đời sau cũng tôn trọng anh, kính ngưỡng anh, cũng theo anh học tập. Điều này chẳng những hiện nay ảnh hưởng rộng lớn, và thời gian lâu dài, anh thử xem. Đại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã qua đời 3.000 năm rồi mà chúng ta ngày hôm nay vẫn còn ngưỡng mộ Ngài, vẫn còn tôn kính Ngài, vẫn còn theo Ngài học tập. Điều này là tích thiện được nhiều, đoạn ác được sạch sẽ, thuần thiện vô ác. Cho nên sức ảnh hưởng của Ngài lớn như vậy. Đây là tấm gương tốt của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Chúng ta học Phật phải hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật học tập. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy cho chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ,
chúng ta hết lòng nỗ lực đi làm. Vãng sanh tịnh độ, chư vị đồng tu nhất định phải biết. Trong kinh thường nói tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Trong kinh Phật lại nói cái thế giới đó là chư thiện thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật, nếu hà tâm hành của chúng ta bất thiện thì không thể vãng sanh. Tại vì sao? Người ta là thiện thiện nhân tụ hội nhất xứ, người nào bất thiện đi không được. Cho nên niệm Phật nhất định phải biết đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Anh bình thường có hành trì như thế, anh niệm Phật cầu vãng sanh thì khẳng định được sanh tịnh độ. Đây chỉ là nói đến cá nhân. Vậy nói đến hoàn cảnh của chung quanh chúng ta, hiện nay xã hội này chúng ta, đây là cộng nghiệp. Chúng ta cũng phải giúp cho đại chúng. Chúng ta biết được xã hội động loạn, cái thế giới này thiên tai nhân họa, nguy cơ trùng trùng, là nguyên nhân gì tạo thành? Phật tại trong kinh nói rất hay: y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là khởi tâm động niệm. Nếu như chúng sanh cư ngụ trên địa cầu này, thiện niệm nhiều, ác niệm ít, thì hoàn cảnh cư ngụ chúng ta thì tốt. Đích thật là mưa hòa gió thuận, nhất định là chẳng có xảy ra tai nạn. Nếu như người cư ngụ trên địa cầu này đại đa số tâm hành điều bất thiện, thì tai nạn liền đến. Hiện nay có rất nhiều chính phủ, khu vực địa phương, nhân dân đều biết cái quan trọng bảo hộ hoàn cảnh. Hoàn bảo cái danh từ này tại nửa thế kỷ về trước chúng tôi chưa nghe nói qua. Do đây có thể biết tình trạng phá hoại hoàn cảnh rất nghiêm trọng, cho nên mới kêu gọi hoàn bảo. Hoàn bảo có hiệu quả hay không? Chúng ta là người học Phật hiểu được không thể có hiệu quả. Tại vì sao? Y báo tùy theo chánh báo chuyển. Nếu anh không từ trên nhân tâm làm một chuyển biến thì làm sao bảo hộ hoàn cảnh? Cũng chẳng có cách nào bảo hộ được tốt. Bảo hộ hoàn cảnh phải thiện tâm mới được. Thiện tâm, thiện hành, điều này là căn bản của hoàn bảo. Hiện nay người thế gian làm hoàn bảo là trị ngọn không trị gốc, cho nên họ chẳng có cách nào triệt để cải thiện hoàn cảnh. Triệt để cải thiện hoàn cảnh nhất định phải từ trên nhân tâm hạ thủ. Vậy chúng ta xem ngày nay, cái xã hội ngày nay, người với người không tín nhiệm, điều này không thể được. Đây là căn nguyên của tai nạn. Chúng ta phải làm sao đây? Người khác không tin ta, ta tin tưởng họ. Từ bản thân của chúng ta bắt đầu làm. Chúng ta không nên yêu cầu người khác tín nhiệm, tự mình cần phải tín nhiệm người khác. Tất cả từ trên bản thân bắt đầu làm. Không nên yêu cầu người khác đối với chúng ta tốt như thế nào, tự mình cần phải đối với người khác tốt. Tất cả đều từ bản thân bắt đầu làm. Vậy thì đúng rồi. Lời dạy của Phật ở trong kinh điển, tôi trước kia giảng kinh cũng giảng được rất nhiều, là dạy cho tôi một người, chẳng phải là dạy người khác. Học tập như vậy chúng ta mới có thể chân chánh học được.
công đức lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Đã xem kinh Phật rồi, không nên chuyên môn mồi móc cái lỗi lầm của người khác, đó là sai rồi. Lúc đã đọc kinh Phật rồi, người khác đều chẳng có lỗi lầm, tự thấy mình có lỗi lầm. Người khác vì sao chẳng có lỗi lầm? Người khác đều là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem. Người khác tạo ác chẳng phải là họ tạo ác, là để đánh thức cho ta. Ta có hành vi ác hay không? Có cái niệm ác hay không? Nếu có, phải lập tức sửa đổi. Nếu chẳng có, phải tự mình khích lệ. Không thể có lối tâm hành này. Chúng ta có cái tâm thái như vậy để học Phật, khẳng định là thành tựu quả lại tiến bộ rất mau. Sợ nhất là tự mình không biết có lỗi lầm, mỗi ngày cứ nhìn lỗi lầm của người khác, đây là không thể được. Cái quả báo này thì tại Tam Đồ rất đáng sợ. Hy vọng chư vị đồng tu, chúng ta thường đọc kinh, trong bài kệ khai kinh nói được rất hay: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Lục tổ Huệ Năng đại sư trong đàn kinh nói: nếu người tu đạo chân chánh, không thấy lỗi của thế gian, người không thấy lỗi của thế gian, người này tâm địa thanh tịnh. Trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh thì đương nhiên bình đẳng rồi. Thanh tịnh bình đẳng thì trí huệ hiện tiền. Giác là trí huệ, không sanh phiền não, thường sanh trí huệ, không sanh phiền não. Chúng ta một đời này mới được độ. Tôn giáo khác thì nói anh đã được cứu. Phật giáo chúng ta gọi là được độ, họ gọi là được cứu, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Chúng ta từ ác ở bên kia đã được cứu độ đến thiện bên này. Điều này tại trong Phật Pháp gọi là độ bỉ ngạn. Từ trên nhân mà hạ thủ, trên quả báo là chẳng có cách nào sửa đổi được. Từ trên nhân địa mà hạ thủ, thiện nhân nhất định cảm được thiện quả. Nhìn thấy người khác tạo tác ác nghiệp, quyết định không nên để trong tâm, cùng với ta chẳng có liên can. Nếu đem ác nghiệp của người khác để vào trong tâm của mình, thì tâm của chúng ta đã hư hoại đời, thì tâm đã ác. Anh nói có khổ hay không chứ? Quyết định không thể để trong tâm. Thiện tâm, thiện ý, thiện hành của người khác, chúng ta thường thường phải ghi nhớ, khiến cho tâm của mình được sung mãn thiện niệm, được sung mãn thiện ý. Điều này rất tốt. Ở Tân Gia Ba bên này có vị cư sĩ Hứa Triết, quý vị mọi người đều biết, năm nay đã 102 tuổi. Bà một đời làm người tức là cái nguyên tắc này. Bà nhìn thấy tâm ác, hành ác của bất cứ người nào không để trong tâm. Cư sĩ Lý Quang Mục Nguyên hỏi bà làm cách nào mà không để trong tâm? Bà nhìn thấy làm cách nào mà không để trong tâm? Bà cử ra một thí dụ. Bà nói: tôi mỗi ngày đi trên đường, quý vị mỗi ngày đi trên đường, quý vị nhìn thấy trên đường qua lại rất nhiều người. Những người đó nói chuyện, anh cũng đều đã nghe được. Thử hỏi anh nhớ được một người nào? Một người cũng không nhớ. Đây là nguyên nhân gì? Chẳng có để trong tâm. Bà nói phải làm phương pháp như vậy. Nhìn thấy người khác tạo ác thì giống như đi trên đường nhìn thấy những người đó không để trong tâm. Nhìn thấy người ác hành thiện thì ghi nhớ trong tâm, phải hướng theo họ mà học tập. Bà Hứa Triết một đời tu cái pháp môn này, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, cho nên bà sống lâu, khỏe mạnh, sống lâu. Người sống đến 100 tuổi chúng ta cũng thấy qua, nhưng họ đức thật đã
Già yếu phải cần có người chăm sóc. Bà hết riết, không những không cần người chăm sóc bà còn chăm sóc cho người khác. Thể năng của bà đại khái như người chỉ có 30-40 tuổi không khác. Ở đây chúng ta Sư Ngộ Hoàng đã gặp bà mấy lần. Sư Ngộ Hoàng nhìn thấy lắc đầu cảm thán, tự thán không bằng. Đích thật là như cái bàn cao như vậy, bà có thể nhảy xuống mà không sao. Bà vì sao có được quả báo tốt như vậy? Vì có tâm thiện, hành thiện, một đời chăm sóc cho người nghèo, chăm sóc cho người bệnh, chăm sóc cho người khốn khổ. Còn tự mình sinh hoạt vô cùng đơn giản, một ngày chỉ ăn một bữa, hoàn toàn là ăn cải sống. Bà không ăn dầu muối tương giấm, bà cũng không ăn, bà chỉ ăn cải sống. Một ngày ăn một bữa, mỗi ngày từ sáng đến tối đều đi chăm sóc cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Bà đi giúp đỡ cho người già so với bà còn nhỏ hơn. Người già 70-80 tuổi đều nhỏ hơn bà. Cho nên nói là tâm địa hiền lương, nói thiện, hành thiện so với thứ gì còn quan trọng hơn. Kinh Vô Lượng Thọ vừa mới đầu thì Phật chỉ dạy cho chúng ta phải thiện hộ tam nghiệp, thiện hộ khẩu nghiệp, không chỉ trích lỗi của người khác, thiện hộ thân nghiệp, không phạm oai nghi, thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Có thể làm được ba điều này thì nhân thiên phước báo hiện tiền. Phía sau lại nói cho chúng ta hai câu: nếu anh làm được, vậy thì anh là Bồ Tát. Phía sau tiếp theo hai câu: quán pháp như hóa, tam muội thường tịch. Hai câu này có 8 chữ, tức là toàn bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Quán pháp như hóa là tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh. Anh thật sự hiểu được cái đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, thì tâm của anh đã thanh tịnh, chẳng còn đem bất cứ việc gì để trong tâm nữa. Tại vì sao? Là vì mộng huyễn bào ảnh thật sự là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thì tâm của anh đã định, cho nên gọi là tam muội thường tịch. Tâm của anh đã an trụ tại trong cảnh giới tịch tịnh, đó là cảnh giới của Phật. Cái này mới là chân tâm. Cho nên chúng ta nhất định phải thiết tha nỗ lực học tập, không nên học quá nhiều. Trong một đời học 1-2 bộ kinh thì đã thọ dụng vô tận, học nhiều quá thì đã xen tạp, chẳng có chỗ hữu dụng, đã loạn tạp. Vậy thì quý vị, rất nhiều vị đồng tu thì sao? Thì đều y theo Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ rất là tuyệt hảo, đặc biệt là bản hội tập. Hiện nay có rất nhiều người phản đối bản hội tập. Như vị đồng tu nhất định phải biết, họ chẳng phải là phản đối bản hội tập, họ là phản đối Tịnh Không Pháp Sư. Đúng vậy, tôi đề xướng bản hội tập thì họ phản đối bản hội tập. Nếu tôi đề xướng quyển sách khác, họ cũng phản đối. Thế tôi làm cái gì thì họ đều phản đối vậy. Họ là phản đối người, họ chẳng phải phản đối cái gì khác. Cho nên phải biết được cái đạo lý này, hiểu giải cái chân tướng sự thật này. Cho nên trước kia tôi nghe nói ở Đài Loan đăng trên báo chí tạp chí, chỉ rõ tên họ mà phê phán. Ngộ Đạo Pháp Sư đem bài đăng phê phán này truyền đạt cho tôi. Họ còn liên hợp với mấy người để phản đối lại. Tôi gọi điện thoại bảo với họ không cần làm như vậy. Họ chửi thì mặc cho họ chửi mệt rồi thì họ không chửi nữa. Họ viết thì mặc kệ họ viết.
họ biết mẹ rồi thì họ không biết nữa, quyết định chẳng có phản ứng. Điều này là đúng rồi. Đúng vậy, chúng ta không thể bị họ lay động. Tâm của chúng ta là thanh tịnh, tâm của họ là động, là trôi nổi. Tâm của chúng ta là thanh tịnh. Chúng ta biết tương lai tự mình đi đến một chỗ rất tốt. Họ không biết, họ làm cái việc này, đó là đi vào tam đồ. Hà tất cùng với họ phản đối lại? Vậy thì tại nơi đây thì sao? Cũng có như vậy. Nơi đây cũng có tạp chí đã đăng lên 2 lần. Nhưng chính phủ nơi đây vô cùng hiền minh. Chính phủ đã phát hiện. Sau khi phát hiện, viết thư thông báo cho họ biết. Tân Gia Ba rất chú trọng sự đoàn kết của tôn giáo, sự hòa hài của chủng tộc. Họ nói, các ông có phải là muốn để phá hoại phải không? Tâm của họ liền đề cao cảnh giác, không dám lại đăng lên nữa, không dám nói nữa. Cho nên chúng ta ở trong đại hoàn cảnh này phải lấy lòng thương yêu, phải lấy tâm chân thành, liên hợp với mỗi tôn giáo khác, hòa thuận với mỗi quần chúng khác. Chúng ta phải liễu giải họ, phải giúp đỡ cho họ. Chỉ cần bị thử tôn giáo hiểu rõ, tương trợ lẫn nhau, có thể hợp tác, quần chúng có thể hòa thuận sống chung với nhau, xã hội thì sẽ an định, thế giới thì sẽ hòa bình. Cái công tác này phải làm như thế này, thế nào đây? Nhất định phải mật thiết qua lại mối quan hệ giữa người và người. Vì sao làm không được tốt? Nguyên nhân tại chỗ nào vậy? Là tại không thông, bị thử không qua lại. Lại nghe được một số người có ý ở tại đó khiêu khích, vậy thì càng phiền phức lắm. Người tạo lời khiêu khích sanh sự thị phi rất nhiều. Cho nên cổ nhân Trung Quốc thường nói, giao ngôn chỉ ư tại trí. Một người có trí huệ thì người ta không thể lay động được. Người có trí huệ, họ nghe được lời phao đồn, họ không bị lay động. Nếu là nghiêm trọng, họ liền đi điều tra, đem sự thật chân tướng điều tra cho rõ ràng, thì sự việc này không còn nữa. Chúng tôi trước kia tại Đài Loan, anh xem tôi và Hàng Quán Trưởng cùng chung với nhau 30 năm. Thời gian dài như vậy, người tạo lời sanh sự rất nhiều. Hàng Quán Trưởng rất thông minh. Khi Hàng Quán Trưởng nghe được lời thị phi, bà đi điều tra, bà chẳng phải lập tức tin liền. Điều này thì rất cao minh. Cho nên về sau ở trước mặt bà, người tạo lời sanh sự thì ít đi, thì rất ít. Tại sao biết được? Bà sẽ suy tầm điều tra đến cùng, bà chẳng phải tùy tiện mà tin liền. Sau khi bà đã nghe, im lặng mà đi điều tra đến cùng là giả. Sau đó lại suy nghĩ mưu đồ của anh là gì, thì rõ ràng rồi, thì đã minh bạch rồi. Nghe tin lời phao đồn, không đi điều tra chân tướng sự thật, thì thường thường bị thiệt thòi lớn, hoặc là đã bị lừa gạt. Những hạng người này là gì? Là những hạng người ngu si, chẳng phải là người thông minh. Người thông minh chẳng phải làm như cách này. Cho nên chúng ta quyết định không dễ tin lời phao đồn. Cái bản hội tập này là chính tay thầy Lý trao truyền cho tôi. Tôi có sứ mạng, tôi có trách nhiệm phải hoằng dương trên toàn thế giới, là Ngài phó thác cho tôi. Nếu tôi cũng tin nghe những lời phao đồn này, bị áp lực này của họ, thì không dám tiếp tục giảng bộ kinh này rồi, thì tôi có lỗi với Thầy. Cho nên tôi đã nói qua, tất cả người trong thiên hạ đều phản đối, tôi một người vẫn phải hoằng dương.
chúng tôi tôn sư trọng đạo, chúng tôi đối với thầy tin sâu không nghi. Thầy có trí huệ, thầy có tu hành. Ngài một đời giảng kinh thuyết pháp, chọn lựa bộ kinh này cho chúng tôi, làm sao có thể sai lầm chứ? Nếu chúng tôi luôn cả điểm này, lòng tin cũng chẳng có, tôi theo Ngài 10 năm, vậy thì đã uổng công. Nói làm sao cũng nói không được. Cho nên chúng tôi quyết định không cùng với người ta tranh chấp, có lòng tin kiên định ở trong bộ kinh điển này, thâm thọ lợi ích. Những năm gần đây thọ trì bộ kinh này, niệm Phật hiện tướng lành đã vãng sanh, là tôi chính mắt nhìn thấy có mười mấy hai mươi vị. Gần đây nhất có một vị, tức là cư sĩ Trần Quang Biệt, lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm Tân Gia Ba chúng ta đã vãng sanh. 3 tháng trước tự mình biết trước ngày ra đi. Lúc ông ta đang sanh bệnh thì xem băng video nghe kinh Vô Lượng Thọ do tôi giảng. Tôi nghe nói ông ta từ đầu đến cuối nghe hết 4 lần mới phát tâm niệm Phật. Ước lành thật quá nhiều. Tại trong Phật Pháp, điều này gọi là tác chứng chuyển. Những người này làm chứng minh cho chúng ta. Nếu chúng ta vẫn không tin thì chẳng có cách nào. Tức là trong kinh nói căn tánh của nhất siễn đề. Cho nên chư vị đồng tu muôn ngàn phải ghi nhớ, bất luận người khác dùng ác tâm lời ác như thế nào, hành vi hiểm ác đối xử chúng ta, chúng ta hoàn toàn phải dùng thiện tâm để hồi ứng. Dùng thiện tâm, thiện ý, thiện hành để hồi ứng. Hy vọng tự mình tại trong một đời này thật sự làm được người thuần thiện. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, điều này là vô lượng kiếp đến nay nhân duyên hiếm có, chẳng dễ dàng gặp được. Đời này gặp được quyết định không thể bỏ qua. Tôi có năng lực, tôi sẽ tận tâm tận lực giúp cho mọi người. Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng tập khí rất nặng, rất dễ bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Đây là sự thật. Cho nên cổ nhân tu hành nhất định phải chọn lựa một nơi hoàn cảnh thanh tịnh. Trong kinh Phật gọi là A Lan Nhã. Ý nghĩa của A Lan Nhã tức là hoàn cảnh thanh tịnh. Sự quấy nhiễu của hoàn cảnh bên ngoài rất ít. Chúng ta đích thật là có Phật Bồ Tát bảo hộ. Ông bà cư sĩ Lý Kim Hữu hai vị đều là Bồ Tát hóa thân, có thể giúp cho chúng ta một chỗ để cho chúng ta tự mình nơi đó xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Tôi xây dựng ngôi niệm Phật đường này là báo ân niệm Phật đường. Là ý nghĩa gì đây? Trước kia chúng tôi ở Đài Loan sinh hoạt hết nửa thế kỷ, chẳng phải là thời gian ngắn. Những vị đồng tu ở Đài Loan đối với sự hộ trì cho chúng tôi đã giúp đỡ quá nhiều. Tôi xây dựng ngôi niệm Phật đường này là để báo các ân hộ pháp trước kia của những vị đồng tu Đài Loan. Cho nên ngôi niệm Phật đường này xây cất xong, ở bên trong này chúng tôi không bán cũng không cho mướn, là một chỗ để tiếp đãi vậy. Quý vị có những ngày nghỉ lễ
hoan nghênh quý vị đến trên núi để ở, lên trên núi để niệm Phật. Nếu như quý vị cảm thấy địa phương đó không sai, tương lai muốn di dân thường trú ở nơi đó, họ có một biện pháp, là một biện pháp của ngân phát tộc. Hình như tôi nhìn thấy rất nhiều quý vị đồng học đều đã nhận được, họ quy định là 50 tuổi trở lên là di dân hồi hưu không còn làm việc. Tôi cũng vui mừng tiếp đón tiếp quý vị. Tốt nhất là tập thể, không nên từng người từng người. Lúc có lúc từng người đương nhiên cũng tốt, nhưng anh bình thường có rất nhiều việc nhỏ nhặt. Nếu chúng ta thật sự buông xuống tất cả thân tâm thế giới, nhất tâm hướng Phật, điều này được như vậy thì tu hành một năm vượt hơn bình thường 10 năm cũng không bằng. Nếu anh ở trên núi tu 3 năm thì cũng như bình thường dụng công 30 năm cũng không bằng. Phải thật sự buông xuống. Vậy thì ở trên núi là một ngôi kiến trúc như vậy, có 54 căn phòng, dùng 50 căn phòng để làm nơi tiếp đãi. Một căn phòng ở 2 người, tức là có 100 người ở, còn 2 phòng khác thì cho pháp sư ở. Chúng tôi sẽ có pháp sư thường thường trụ ở nơi đó. Chúng tôi pháp sư bên này sẽ thay phiên đi ở trên núi hướng dẫn mọi người niệm Phật. Còn nghe kinh thì sao? Chúng tôi sẽ mở băng video, sau khi nghe xong pháp sư lãnh đạo mọi người giải đáp vấn đề, có thể làm bài thảo luận nghiên cứu. Cái phương pháp này rất hay, vô cùng lý tưởng. Vậy thì ở trên núi cũng giống như ở khách sạn không khác, chỉ cần mang theo bên mình quần áo để thay đổi, những thứ khác đều bỏ hết cũng không cần đến. Sanh không đem lại, chết không đem đi, càng đơn giản càng tốt. Dùng phương thức của khách sạn, chúng tôi cũng mướn người phục vụ. Căn phòng ban mỗi ngày cũng có người phục vụ đến quét dọn sạch sẽ. Mỗi tháng chúng tôi chỉ chi ra một tí lệ phí thì được rồi. Cuộc sống tiêu dùng ở nơi đó rất thấp, cho nên tiêu xài rất ít. Anh sẽ có một cuộc sống vô cùng an định, có thể ở nơi đó thường trú, ở tại nơi đó cố gắng tu học đàng hoàng. Nếu như có 50 người thì họ lại xây cất một tầng. Đất đai trên núi của ông ta rất nhiều, có thể chọn lựa một nơi nào để xây cất một tầng. 50 người xây cất một tầng, tương lai ngồi báo ân đường này, chúng tôi sẽ biên theo số thứ tự cho nó, số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba, là rất hay. Bởi vì kế hoạch của ông ta thật là lý tưởng. Tân Gia Ba, cái địa phương này là tất đất tất vàng. Quý vị nhìn xem ngôi tầng lầu này của chúng ta. Ngôi tầng lầu này trên thực tế chỉ có 7 tầng, một tầng phía dưới là không có người ở. Diện tích của khu đất ở đây nói theo thức Anh là 6.000 thước vuông. 36 thước vuông là một bình của Đài Loan. Là bao nhiêu bình? Hơn 100 bình, không tới 200 bình. 100 bình là 3.600 thước vuông. Ở đây chỉ có 6.000 thước, hơn 100 bình, không tới 200. Ngôi tầng lầu này luôn cả khu đất của chúng ta, giá cả là 10 triệu. 10 triệu là tiền của Tân Gia Ba. Thật quá mắc. Nếu đem 10 triệu này đến núi Cổ Tấn, có thể xây cất 5 ngôi đại tầng lầu. Có thể ở hơn 500 người, đủ cho hơn 500 người. Cho nên sự tiêu dùng ở Mã Lai Á vô cùng thấp rẻ. Còn tại Úc Châu, Úc Châu cũng hoan nghênh di dân hồi hưu, nhưng về tuổi tác của nó là quy định 55 tuổi. Ngân khoản để trong ngân hàng Úc Châu đại khái phải có hơn 500.000. Sự tiêu dùng thì hơn Mã Lai Á gấp 10 lần.
Cho nên nghĩ tới nghĩ lui thì Mã Lai Á là thích hợp hơn nhất, rất thích hợp nhất. Có thể đề ra cho mọi người làm tham khảo. Mã Lai Á cách xa ở đây chúng ta cũng không xa lắm. Từ nơi đây đến Cổ Tấn đáp máy bay chỉ có 1 tiếng. Cho nên chúng tôi sẽ thường thường đều có thể chiếu cố được, cũng có thể chăm sóc đến. Thôi hôm nay tôi xem thời gian sắp đến, tôi cũng chẳng có cái gì tốt để cúng dường cho mọi người. Vô cùng cảm tạ mọi người đến bên này để thăm tôi. Tôi đem cái cơ duyên này giới thiệu cho quý vị. Vậy thì nhìn xem quý vị có cái duyên phần này, thường thường đến núi Cổ Tấn bên đó để niệm Phật thì hay biết mấy. Chúng tôi hiện nay hy vọng ông ta đầu tiên xây cất ngôi báo ân niệm Phật đường này có thể trong tháng 10 thì hoàn toàn xây xong. Ông Lý cư sĩ, tốc độ của ông ta rất nhanh, tốc độ xây xong của ông ta rất nhanh. Tôi tin tưởng rằng đại khái tháng 10 thì công trình hoàn tất, cuối năm nay ở địa phương đó thì có thể bắt đầu dùng được rồi. Thôi cảm ơn chư vị. A Di Đà Phật.